mặt ngoài cao lãnh ngạo kiều mỹ nữ sư tôn sau lưng thế mà lại cuốn lấy anh bí mật thiết lập mối quan hệ với anh lúc này anh vừa mới trở lại diêu quang phong chỉ gặp cả ngọn núi đều bị hàn khí vườn quanh lạnh thấu xương anh bước nhanh đi vào trạch viện tiến vào chính phòng ở trong ngươi trở về phương nam sắc mặt tái nhợt nhìn qua trạng thái cực kém ân lúc đầu cô không có ở bí cảnh bên ngoài chờ anh ra anh còn kìm nén một cỗ khí tức có thể thấy được cô dạng này tất cả cảm xúc tất cả đều tan thành mây khói. Chỉ còn lại đau lòng. Anh tiến lên một bước ôm chặt lấy cô. Phương Nam cánh tay tự nhiên rủ xuống. Cô do dự một chút cũng ôm lấy anh. Sau một hồi, cô nhẹ nhàng mở miệng ta thở không ra hơi ta mặc kệ. Lại tức giận sao? Anh không lên tiếng. Cũng chỉ là gắt gao ôm chặt cô ấy. Tùy ý cái này khí lạnh đến tận xương trong thân thể du thoán. Phương Nam tùy theo anh ôm một hồi lâu. Mới mở miệng để cho ta nghỉ ngơi một chút đi không liền để ta thở một hơi anh do dự một chút liền buông lỏng bớt nhưng cánh tay y nguyên khoác lên trên người hắn phương nam thường thường thở ra một hơi lại vẫn là băng rét khí lạnh trong phòng nhiệt độ lại thấp xuống không ít anh càng thêm đau lòng rõ ràng họ đều nói xong cùng đi đồng thời trở về cô lại đem anh vây ở kia bí cảnh u cốc ngươi còn không đợi ta nói xong lời nói phương nam liền nhón chân lên tại trên mặt của anh nhẹ nhàng chơm một cái Giờ khắc này anh chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, không tức giận có được hay không? Nhìn xem Phương Nam vô tội lại có chút đáng yêu ánh mắt, anh bây giờ nói không ra một chữ không, vậy ngươi hôn lại ta một chút, ta liền không tức giận. Phương Nam nghe nói như thế, khuynh hướng đây là từ nơi nào học được rõ ràng lời nói. Anh ý thức ngữ sắc không hiểu có chút ủy khuất, vừa rồi quá nhanh không tính, ngươi hôn lại ta một chút. Phương Nam ngửa đầu nhìn anh, có chút híp con ngươi giống như cười mà không phải cười dáng vẻ có khác một cỗ vân vị ta là sư phó ngươi ngươi là đồ đệ của ta nào có để sư phó đi nghe đồ đệ yêu cầu ngươi vừa mới chẳng phải hôn ta sao ta không nhớ rõ từng có chuyện này ngươi anh có chút tức giận nữ nhân này sao có thể như vậy xấu xa cô ấy vừa mới rõ ràng liền hôn bây giờ lại lại không thừa nhận còn có thể bộ mặt hồng khí không thở mở to mắt nói lời bịa đặt coi là thật không hôn ta cùng ngươi ở giữa là trong sạch quan hệ thầy trò ngươi làm cái gì thanh bạch tay anh khoác lên trên lưng phương nam liền dùng lực đem cả người cô ôm lấy phương nam một tiếng kinh hô cô không nghĩ tới anh thế mà lại làm ra loại động tác này chờ cô lại kịp phản ứng thời điểm anh đã nâng lên cái cằm của cô cúi đầu hôn một cái đi phương nam vừa mới bắt đầu còn tượng trưng vùng vẫy mấy lần hai tay nhẹ nhàng nắm lấy anh chống cự về sau liền để anh tự do qua không biết bao lâu anh rốt cục buông miệng ra hiện tại còn trong sạch phương nam không có trả lời mà là tự mình nói ngươi thân nữ ma đầu kia thời điểm cũng là như vậy bá đạo sao anh bị lời này trực tiếp hỏi mãnh liệt hai tay cũng nới lỏng không có trước đó khí thế ta không có hôn qua hắn coi là thật anh không có chủ động hôn qua hắn nhưng hắn hôn qua ta vậy ngươi cảm thấy ta so sánh với hắn ai hơn chờ cô nói dứt lời anh liền khẩn trương lo lắng trả lời ngươi tốt hơn ngươi cùng ai so đều là ngươi tốt hơn Ai cũng không thể cùng ngươi so sánh." Phương Nam cái này môi giống như là đang cười, "Ngươi là đối nhiều ít cái nữ hài tử nói qua loại lời này, như vậy thuần thục trôi chảy, không có ta chỉ nói qua với ngươi hiện tại là như thế này, về sau cũng là dạng này." Phương Nam lắc đầu, "Ai có thể nói chính xác về sau tương lai như nào? Bất luận là hiện tại vẫn là về sau, ta chỉ đối Phương Nam một người nói qua loại lời này, nếu có nửa phần hư giả, ta nguyện thụ 99 đạo thiên lôi thần pháp, để cho ta thần hồn vĩnh diệt sinh tử." còn không đợi anh nói xong lời nói liền bị phương nam ngăn chặn miệng đôi môi chạm vào nhau thẳng đến rời môi thời điểm anh còn có chút lưu luyến không rời không hôn ngươi còn muốn như vậy bao lâu chẳng lẽ lại hai người chúng ta cứ như vậy dính vào nhau kia có cái gì không được phương nam bị anh lời này làm cho bật cười lắc đầu về sau ngươi chớ có nói những này sống chết ta không thích nghe a à ta đã biết lập tức anh lại thăm dò tính hỏi một câu vậy sau này nếu là ta nói một lần ngươi liền dùng miệng đến chắn ta một lần sau phương nam nhìn anh không nói lời nào chỉ là trong mắt lấp lóe quang mang để cho anh có chút hoảng tính toán ngươi coi như ta không có hỏi anh không nói chính là vậy cái kia bây giờ còn có thể hôn lại một lần sau phương nam có chút bất đắc dĩ ta là sư phó ngươi anh cười cười nào có tự mình mình đồ đệ sư phó kia là ngươi buộc ta ta không có vừa mới không phải liền là ngươi chủ động phương nam há mồm muốn phản bác nhưng là nói không nên lời thế là liền lại yếu ớt nhìn anh chằm chằm ánh mắt này khiến anh hoảng sợ được được ta không nói nữa bất quá lần tiếp theo lúc nào có thể hôn lại nhỉ phương nam lắc đầu ta là sư phó ngươi ngài lại không là sư phụ ta cái kia còn có thể là cái gì anh thôi động đạo lữ chi ý cái chán xuất hiện một cái quỷ dị hoa ấn chính ngươi nhìn hoa ấn này thật đẹp anh nhíu nhíu mày cô ấy còn ở nơi này giả ngu rõ ràng vừa kết xuống đạo hoa ấn cứng rắn thời điểm anh trên trán cũng xuất hiện cái này hoa ấn. Chỉ là không biết bị cô ấy dùng cái gì thuật pháp cho giấu hết, cho nên hiện tại mới nhìn không thấy. Sư phó chẳng lẽ không cảm thấy được hoa ấn này rất quen thuộc sao? Quen thuộc phương nam ngoẹo đầu, tựa như thật không biết đồng dạng. Anh còn nghĩ tiếp tục truy vấn, nhưng rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ này. Tính toán cô hiện tại còn không có nhận, kia buộc hắn nhận cũng vô dụng. Quá khứ một hồi lâu, Phương Nam ngửa đầu nhìn ta, bất quá lần này ánh mắt bên trong nhiều hơn vài thứ. Ngươi muốn ta cảm thấy quen thuộc sao? Cái gì ngươi muốn cho ta nhận ra cái này hoa ấn sao? Anh nhìn ánh mắt của cô có chút do dự. Cuối cùng vẫn là lắc đầu ta muốn để ngươi nhận ra. Nhưng ta nghĩ không bức ngươi. Phương Nam nghe nói như thế nở nụ cười xinh đẹp. Ta là cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng ta nhận không ra đây là cái gì. Có lẽ ngày sau có thể nhớ tới đi. Nửa đêm ngày cuối cùng của tháng. Lập tức chính là hàn độc bộc phát. Anh ôm thật chặt Phương Nam. Nhưng liền xem như anh cửu dương chi thể cũng vô pháp áp chế hàn độc ngay tại anh không biết nên làm sao bây giờ thời điểm phương nam từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bao linh dược đây là thanh mạt chuẩn bị cho ta ta ngâm mình ở dược thủy bên trong có thể giúp làm dịu hàn độc lập tức ta trước thử anh sững sờ con ngươi co vào cảm giác mình nhịp tim càng lúc càng nhanh vậy chúng ta muốn cùng một chỗ sao một lúc sau hai người một chỗ ngâm mình ở trong hồ anh có chút thất vọng thở dài đúng là cùng một chỗ ngâm nhưng phương nam có chất cũng không nguyện ý cởi kia thân áo choàng anh mắt không chớp quan sát phương nam nàng bây giờ tựa như thiên tiên thật là đẹp phương nam gặp anh một mực nhìn lấy mình liền đem toàn bộ thân thể đều ngâm mình ở trong nước ngươi ngươi đừng nhìn ta hai người chúng ta là mặt đối mặt tu luyện ta không nhìn ngươi thì làm kiểu gì huống hồ cái này ân lại không phải ta có thể khống chế nếu không ngươi ra ngoài ta không ta ở đây cùng ngươi thể chất của ta cũng có thể giúp ngươi áp chế hàn độc cùng linh dược cùng một chỗ tác dụng không thể không nói, mới mạt linh dược hiệu quả cũng thực không tồi. Phương Nam gật gật đầu, hắn rõ ràng cảm giác được. Trong thân thể hàn khí rút đi không ít, nhưng lại tại hai người trò chuyện thời điểm. Trong hồ dược liệu bỗng nhiên phát sinh biến hóa, giống như là nhận lấy song phương linh lực thuộc tính ảnh hưởng. Bên ngoài dược liệu biến thành hai loại, hai loại màu sắc chậm rãi giao hòa cùng một chỗ. Cùng lúc đó, anh cùng Phương Nam cũng đều cảm thấy ấm áp năng lượng, du tẩu tại tứ chi chăm hại bên trong anh kinh ngạc phát hiện mình linh lực từ đan điền mà ra thuận theo dược liệu lưu chuyển cùng phương nam linh lực lẫn nhau giao hòa hợp hai làm một cuối cùng một lần nữa trở về ở đan điền du tẩu tiểu chu thiên cùng đại chu thiên một lần một lần không ngừng tuần hoàn qua lại phương nam cũng cảm nhận được dược liệu biến hóa trên mặt cô biểu lộ trở nên cổ quái vô cùng anh gặp cô biểu lộ như vậy vội vàng hỏi thế nào là dược liệu có chỗ nào không đúng ân phương nam lại nhẹ nhàng lên tiếng nhưng cũng không có đi giải thích nhưng tình huống trở nên càng ngày càng kỳ quái anh có thể rõ ràng cảm giác được linh lực của mình tại cùng phương nam linh lực có tổng hộ hai người càng phát ra phù hợp thậm chí liền lẫn nhau thần thế đều đang chậm rãi dung hợp chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây là dược liệu bình thường dược hiệu sao làm sao đối ta cũng hữu hiệu ngươi đừng hỏi nữa phương nam nghiêng mặt nhìn anh sắc mặt càng phát ra cổ quái mà trên mặt anh biểu lộ cũng biến thành càng phát ra đặc sắc chỉ cảm thấy càng ngày càng hoảng hốt Cảm giác này tựa như trước đó cùng nữ ma đầu kia song tu. Giờ này khắc này hai ta đều nhắm mắt lại. Lặng lặng cảm thụ ích lợi dược liệu lặp đi lặp lại tuần hoàn. Anh cùng phương nam tu vi. Cũng tại từng chút từng chút tăng lên. Linh lực chậm rãi hội tụ vào một chỗ hỗ trợ lẫn nhau. Tựa như trời đất tạo nên một đôi. Ngoại trừ tu vi bên trên tăng lên lẫn bên ngoài. Bởi vì dược hiệu nguyên nhân. Anh cũng có chút khống chế không nổi muốn cùng phương nam thân cận. Anh nắm tay của cô bỗng nhiên nhất chuyển đem Phương Nam chăm chú ôm vào trong ngực. Phương Nam chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Cô biết anh hiện tại là bị ảnh hưởng cửa dược liệu. Nếu là một người đơn độc ngâm mình ở bên trong, sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nhưng nếu là hai người cùng một chỗ ngâm mình ở bên trong, vậy liền không thể khống chế. Thuốc này cưỡng chế hai người tiến hành tu luyện. Nếu nói càng đơn giản một chút, đó chính là giản dị bản song tu. Cô là thật không nghĩ tới. Thanh mà thế mà lại lấy ra loại vật này. Nếu là người không kiên định, tại linh dược này ảnh hưởng dưới liền sẽ giống anh dạng này đánh mất thần trí cô ngược lại là có biện pháp có thể thoát ly khỏi lại sợ đả thương anh do dự một chút sau liền bất động liền cho anh chiếm tiện nghi mấy canh giờ thoáng một cái đã qua mà tu vi của anh tại phương nam trợ giúp cũng đã thành công đột phá đến kim đan đại viên mãn phương nam linh lực trong cơ thể cũng đã là nguyên anh viên mãn cảnh giới bên trên trí tuệ càng là tăng lên mà đúng lúc này chỉ gặp một đạo trói lọi óng ánh màu lam cột sáng phóng lên tận trời kia là hoàn toàn thực chất hóa linh khí vô thượng hơi ép xuống bàng bạc mênh mông linh lực tại chấn động cai khác các trưởng lão trên núi cũng đều cảm nhận được cái này kinh khủng linh lực bọn hắn cũng đều biết một tin tức phương nam thành công bước vào hóa thần kỳ mấy vị trưởng lão thần mặt khẽ động thần thạch truyền thanh dâng lên chúc mừng lại không nghĩ chính niệm đầu bị diêu quang phong thượng hải núi lớn chấn cấm thuật chặn xuống tới rất nhanh diêu quang trên đỉnh mục đích biến mất cái này kinh khủng hơi ép cũng chậm rãi tán đi. Phương này trưởng lão vốn là tính tình thanh, hiện tại đoán chừng cũng là nghĩ điệu thấp chút, không muốn gây nên chú ý. Đám người cảm khái sau một lúc đều thu hồi thần lúc, cũng không tiếp tục đi quấy rầy. Nhưng có một người lại là đặc lập độc hành, đó chính là Thảo Đường Đường chủ thanh mạt. Hắn tại phát hiện mình thần lúc không thăm dò vào được về sau, vậy mà hướng thẳng đến Diêu Quang Phong bay đi. Cùng lúc đó Diêu Quang Phong, anh sắc mặt phức tạp nhìn trước mắt Phương Nam, hóa thần kỳ cảm thụ được phương nam trên thân hơi ép trong lòng anh bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác bất lực mình bây giờ cũng mới chỉ là kim đan nửa đường mà thôi coi như sau khi đột phá cũng mới chỉ là nguyên anh kỳ lấy cái gì đi bảo hộ nàng bây giờ nghĩ từ bản thân trước đó nói những lời kia không khỏi cảm thấy có chút mất mặt không nên suy nghĩ bậy bạ anh cảm giác cô tựa như là đi guốc trong bụng mình mặc kệ chính mình đang suy nghĩ gì cô luôn có thể đoán được nhưng anh vẫn là mạnh miệng trả lời một câu Ta không có gạt người, ta cũng không có suy nghĩ lung tung cái gì, chỉ là nghĩ đến mình trước đó nói những lời kia, quá tự đại, nói cái gì cho phải tốt tu luyện, nói cái gì đi cứu ngươi, đều là chút cùng thực lực không xứng đôi, hối hận nói những lời kia sao? Anh do dự một chút, nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu anh trước đó, chỉ muốn ngồi ăn rồi chờ chết, đầu não nóng lên đã nói kia lời nói, nhưng ta cùng ngươi ở giữa ngộ tính thiên phú chênh lệch rất xa, thực lực kém xa ngươi đời này hẳn là không đuổi kịp thế nhưng là ta lại nghĩ bảo hộ ngươi phương nam mím mím môi giữa lông mày tràn đầy ý cười ngươi ngươi cười cái gì đồ đần hắn hai chữ này khinh khinh phiêu phiêu ngược lại không giống như là mắng chửi người càng giống là mắng yêu nào có sư phó muốn được đồ đệ bảo hộ ta thật sự là như thế ta cái này làm sư phó chẳng phải là thật mất mặt thế nhưng là anh còn nghĩ nói chuyện lại bị cô chống đỡ miệng tăng cao tu vi cần kiên trì bền bỉ Ta cũng không phải sinh ra tới chính là hóa thân, tu vi từ từ sẽ đến biến tốt." Cô do dự một chút, lại bổ sung một câu huống hồ chuyện hai người, tự nhiên muốn hai người đều lẫn nhau nỗ lực. Ngươi cho mình như thế lớn gánh vác làm cái gì? Ta cũng muốn tốt cho ngươi." Anh nghe nói như thế nhìn chừng chừng lấy hắn, đây coi như là thổ lộ sao? Phương Nam nháy nháy con mắt, lại bắt đầu giả vô tội cái gì? Vừa mới ngươi rõ ràng nói cái gì chuyện hai người, hai người lẫn nhau nỗ lực, ân quan hệ thầy trò ngươi khẳng định không phải ý tứ này ngươi không nói ngươi cũng muốn tốt cho ta sao anh đang định tiếp tục hỏi thời điểm chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân thanh mạt rất nhanh liền đến cổng thanh mạt bay tiến đến còn không đợi hai người đáp lời liên trực tiếp đẩy cửa đi đến hắn nhìn thấy trong phòng hình tượng miệng nhỏ há thật to bận rộn lo lắng khoát khoát tay các ngươi tiếp tục các ngươi tiếp tục không cần phải để ý đến ta coi như ta không tồn tại sau đó thanh mạt nhu thuận ngồi trên mặt đất ngồi đợi xem kịch